ok rồi hello xin chào tất cả các chị em à, chào mừng các chị em quay trở lại chương trình làm chủ sự giàu có chúc tất cả các chị em có một buổi tối chào em luôn. Rồi ha, à, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục à, cái buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay. À, và ngày hôm qua thì chúng ta đã phân tích với nhau về những cái bí kíp trong việc mà sử dụng luật hấp dẫn và sức mạnh điểm thức à, trong cái những cái mục tiêu trong tài chính, sức khỏe và mối quan hệ. À, về những cái bí kíp thì chúng ta đã nói tới cái bí kíp là về cái bí kíp ngày hôm qua thì có một cái bí kíp cuối cùng đó là cái bí kíp mà À, về cái sự mà chọn môi trường mà cái việc mà chúng ta chọn môi trường là vô cùng quan trọng và nếu như chúng ta lựa chọn những cái môi trường anh chỉ có hình dung rằng là à, chúng ta chỉ có thể đúng không? chúng ta chỉ có thể phát triển được trong những cái môi trường nào nó thật sự giúp chúng ta có thể là phát triển được à, không thể nào mà bạn lấy một cái à, hạt mầm à, một cái hạt mầm rất là tốt rất là quý giá mà bạn có thể là gieo trên một cái nền đất bê tông đúng không ạ nó không nó không ra được đúng không ạ dù chúng ta có chăm sóc chúng ta có bón phân chúng ta có tưới cây chúng ta có làm mọi cách đi chăng nữa nhưng mà nếu mà chúng ta gieo một cái hạt mầm trên một cái mảnh đất không màu mỡ một cái mảnh đất nó 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 không phát giúp cho cái 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 hạt mầm nó phát triển được thì nó có lên cây và ra quả cho chúng ta mà chắc chắn là không được rồi đúng không ạ? chắc chắn là không được rồi à, và 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 đó là một cái điều mà anh chỉ cần phải lưu ý đó là khi, khi chúng ta gieo những cái hạt mầm về giàu có thì chúng ta cần phải gieo trên những mảnh đất màu mỡ có nghĩa là nếu như anh chị muốn đạt được cái sự thành công và sợ con của mình thì chúng ta cũng phải chọn cái môi trường để đưa mình vào anh chị nhé à, chúng ta cần phải chọn cái môi trường phù hợp với cái điều mà mình muốn trở thành, cái người mình muốn trở thành là ai, cái người mình muốn trở thành là một người như thế nào, mình muốn có những cái thành công gì, mình muốn có những cái kết quả gì anh chị nhưng mà nhưng chúng ta biết kết quả thì chúng ta kết quả thì nó đến từ nguyên nhân nó đến từ cái hạt mầm mà chúng ta gieo nó đến từ suy nghĩ và nó đến từ cái trường năng lượng của chúng ta và môi trường anh chị đang sống đúng không ạ chúng ta cần phải hỏi bản thân mình rằng là những cái người này những cái mối quan hệ xung quanh của tôi những cái người trong cái môi trường của tôi họ đang khiến tôi trở thành người như thế nào đây họ đang khiến tôi đọc những quyển sách gì đây họ đang khiến tôi có những thói quen gì đây và họ sẽ khiến tôi trở thành người như thế nào và đây có phải là cái 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 kết quả mà tôi mong muốn hay không? điều đó có phải là điều tôi mong muốn hay không? nếu như câu trả lời là không thì có nghĩa là anh chị đã đang không ở đúng nơi anh chị theo kiểu mà nếu như mà cái câu trả lời rằng là à, tôi không có muốn tôi không có muốn trở thành con người như vậy tôi không có muốn là sống cái cuộc đời như vậy tôi không có muốn là à, trở 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 nên trở nên như vậy thì chúng ta đã ở chưa đúng môi trường, mà chưa đúng môi trường. Và chúng ta cần phải có một cái quyền lựa chọn, đó là hãy lựa chọn lại cái môi trường để chúng ta gieo những cái hạt mầm cho sự giàu có và thành công của mình, gieo những hạt mầm khỏe mạnh, hạnh phúc, yêu thương cho bản thân mình. Thì chúng ta sẽ có được điều đó, được cái môi trường phù hợp thì nó sẽ giúp cho cái hạt mầm nó phát triển của nó 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 sẽ tăng trưởng nó sẽ tăng trưởng sau đó nó sẽ ra hoa kết quả và chúng ta sẽ có cái kết quả đúng và nếu một cái môi trường thuận lợi thì sao ạ à? một cái môi trường cực kỳ thuận lợi một cái mảnh đất màu mỡ với cái môi trường thuận lợi thì có phải rằng chúng ta có thể là có cực rất nhiều mà chúng ta có thể gieo một cái nhân tố và chúng ta có được cái một bầu trời quả ngọt với một cái tốc độ rất là nhanh anh chị đồng ý huy mà yes à, cho nên đó là cái bí kíp à, số 8 ngày hôm qua ha Tiếp theo là cái bí kíp số 9 trong việc sử dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn để chúng ta có thể đạt, anh chị có thể giúp anh chị đạt được những thành công nhiều hơn. Đó là chúng ta cần phải có hiểu được một bài học trong cuộc đời này, đó là kiến thức là vô tận. Anh chị ha, kiến thức và vô tận. Và trong cái phần kiến thức và vô tận này thì chúng ta hiểu rằng là cái tri thức của nhân loại nó là vô tận, những cái tri thức trong quá khứ, tri thức của hiện tại và thậm chí là những tri thức nó sẽ có xuất hiện trong tương lai đó là vô tận anh chị và với cái tri thức vô tận này thì có nghĩa rằng là chúng ta hãy là người đón nhận những cái tri thức này và để có thể hiểu được cái điều này đó mà để chúng ta có thể chúng ta hiểu được cái bài học này thì lúc đó chúng ta sẽ là giờ chúng ta sẽ luôn luôn lắng nghe chúng ta sẽ luôn luôn học hỏi với tâm thế là một người à không biết gì cả với tâm thế là một cái ly nước trống với một cái tâm thế là à tôi muốn được rót thêm đi tôi muốn được rót thêm thật nhiều tri thức tôi muốn được rót thêm nhiều cái trí tuệ tôi muốn được rót thêm thật nhiều cái giá trị và bản thân tôi bởi vì khi, khi chúng ta là một cái người đón nhận cừ khôi đón nhận những cái tri thức của nhân loại và tri thức là vô tận và nếu chúng ta có khả năng đón nhận được cái nguồn năng lượng cái nguồn tri thức vô tận này thì giá trị của anh chị sẽ tăng lên tăng lên nhiều hay rất nhiều anh chị À, tăng lên thì rất nhiều tăng lên tới một cái mức độ mà chúng ta có thể rằng là mà tri thức của chúng ta thì tương ứng với giá trị của chúng ta đúng không? cái tri thức và giá, cái giá trị nó cũng đi đi tương đương với nhau đó à, và khi mà chúng ta cứ, cứ, cứ hiểu biết được rằng là kiến thức ở ngoài kia kiến thức của thị trường kiến thức của con người mà đó là tri thức đó là vô tận và nếu như chúng ta sẵn sàng luôn luôn ở trong một cái tâm thế là tôi luôn sẵn sàng đón nhận những cái tri thức tuyệt vời của nhân loại, những cái tri thức tuyệt vời của người khác. Nếu như họ thành công, đó là những người mà tôi cần phải học. Và chúng ta đón nhận những cái điều đó, thì chưa có phải rằng là cái giá trị chúng ta có thể tăng lên, các bạn tăng lên mãi mãi không bao giờ có sự dừng lại được. Đó, và cho nên hãy dừng đúng không? bỏ cái 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 suy nghĩ rằng là tôi biết rồi hay là tôi giỏi rồi tôi là tuyệt vời rồi tôi là uh, thế này đúng không? tôi cứ bỏ đi được đúng không ạ? chúng ta hãy bỏ cái đó qua một bên và chúng ta thay đổi cái thói quen cái thái độ của mình về cái cái, cái 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 kiến thức của của nhân loại cái tri thức và cái việc học tập hãy luôn luôn đón nhận dù là cái kiến thức đó có thể bạn biết đúng không ạ? có thể bạn đã từng ứng dụng thành công tuy nhiên là sao tuy nhiên rằng là chúng ta cũng hãy hãy, hãy lắng nghe hãy học hỏi và một thời gian sau chúng ta sẽ mạnh lên chúng ta sẽ trở thành những người thành công chúng ta sẽ trở thành những người lãnh đạo những nhà lãnh đạo những leader lãnh đạo và ở nước ngoài mà ở, ở bên 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 nước ngoài thì họ có mối câu là gì ạ? Uh, listener learner then be the leader có nghĩa là đầu tiên là lắng nghe tiếp theo là học hỏi và sau đó trở thành nhà lãnh đạo nếu như những gì nào muốn trở thành một nhà lãnh đạo kỳ xuất bao nhiêu số chị em muốn trở thành một nhà lãnh đạo kỳ xuất không? trở thành một cái người làm gương một cái người có thể truyền cảm hứng trở thành một cái người có thể là dẫn dắt một cái người đi trước trong đầu một nhà lãnh đạo kiệt xuất lãnh đạo kỳ xuất luôn yes vậy thì cái phẩm chất của nhà lãnh đạo kỳ xuất thì đương nhiên là chúng ta phải đi đúng cái bước của mình đó là lắng nghe học hỏi rồi sau đó sẽ thành lãnh đạo Tất cả những nhà lãnh đạo kiệt xuất đều phải đi qua hai cái bước đầu tiên. Đó là học hỏi họ và lắng nghe. Và ngay cả khi họ đang họ đang là một cái người một nhà lãnh đạo kiệt xuất, họ vẫn làm rất tốt hai cái phần trước. Ok chưa? Yes, cho nên chúng ta đã hiểu được cái bí kíp số 9 đó là kiến thức, tri thức trên đời này là vô tận. Nên là đừng bao giờ nói rằng là tôi biết rồi. Mà hãy chọn là gì? À, hãy chỉ cho tôi hãy chỉ cho tôi được không ạ? À? Đổi cái 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 câu đó đi ạ. Anh chị có thể nói lại cho tôi ạ. hãy chỉ cho tôi làm ơn, hãy chỉ cho tôi. À làm ơn hãy chỉ cho tôi mà please please đúng không please không please, please đúng không làm ơn hãy chỉ cho tôi. À, đúng không? Hãy tôi là, là hãy chỉ cho tôi. Yes, thì chúng ta sẽ đón nhận nhiều nhất, chúng ta sẽ đón nhận được nhiều cái giá trị nhất thì chúng ta sẽ thành công nhanh hơn. Ok chưa? Rồi tiếp theo là cái bí kíp số 10 ha tiếp theo là bí kíp số 10 dạ yeah. tiếp theo là bí kíp số 10 bí kíp số 10 trong việc mà chúng ta sử dụng sức mạnh tiềm thức là gì bí kíp số 10 đó chính là một cái điều vô cùng tuyệt vời đó là anh chị cần phải mô phỏng người thành công mô phỏng người thành công mô phỏng người thành công là sao ạ mô phỏng người thành công đó là chúng ta cần phải có một cái hình mẫu chúng ta cần phải có một cái hình mẫu chúng ta cần phải có một cái hình tượng một cái cái mẫu hình mẫu mà chúng ta muốn trở thành một cái hình mẫu mà chúng ta muốn trở thành ví dụ như là anh chị có những cái người thành công ở trên thế giới và anh chị có một cái blueprint đó, anh chị có một cái mục tiêu, anh chị có một cái mà anh chị muốn nhắm tới là mình sẽ có cái cuộc sống như ai mà. Bởi vì thật sự thì nếu mà nói về những cái người thành công và giàu có thì có hàng 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 hàng, hàng nghìn hàng nghìn tỷ phú đô la trên thế giới mà. Và sao cái con số mà nó lên tới hàng chục nghìn tỷ phú thì nó sắp rồi. Mà chắc tầm khoảng là là một tới hai năm nữa thôi thì cái con số mà những cái tỷ phú đô la trên thế giới thì nó sẽ có thể lên tới hàng chục nghìn rất là dễ để cho thành tỷ phú đô la ở ngoài thị trường ngoài kia, à, triệu phú còn dễ hơn nhiều đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể thấy là, nhưng mà quan trọng rằng là trong số những cái người thành công và giàu có đó thì anh chỉ mong muốn là mình trở thành, có cái cuộc sống giống như của ai. Anh chỉ theo kiểu mà, anh chỉ muốn cái cuộc sống của mình sẽ giống như cái tỷ phú nào, cuộc sống của mình nó sẽ như thế nào đúng không Tại Vì dù là tỷ phú mà có rất nhiều người giàu có nhưng mà gia đình họ không hạnh phúc có rất là nhiều tỷ phú giàu có nhưng mà sức khỏe của họ có không ạ không có à có những người rất là giàu có nhưng mà họ đã đánh đổ những cái là uy tín danh dự hay là thậm chí là lương tâm của họ để có họ kiếm tiền mà với chúng ta chúng ta không nhất thiết là phải chạy theo đồng tiền mà chúng ta hãy chọn cái người mà chúng ta muốn trở thành và học theo họ Hãy lấy cái hình mẫu mô đồ linh một cái người thành công, hãy mô phỏng một cái người thành công và chúng ta hãy chọn một cái người mà đừng 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 phải là bất cứ ai cũng học nhé đương nhiên là người thành công là cái người học là chúng ta hãy học từ họ tuy nhiên rằng là không phải là bất cứ ai anh chị cũng nên học bởi vì có rất là nhiều cái người giàu có nhưng mà cái tư tưởng của họ nó lại lại, lại vô tình là, là, là họ họ sẽ kiếm được tiền đấy nhưng mà cuộc đời của họ không hạnh phúc họ sẽ có rất là nhiều người giàu có nhưng mà gia đình của họ không hạnh phúc sẽ có rất là nhiều người giàu có nhưng mà họ can giàu thì sức khỏe của họ càng, càng đi xuống cũng có rất là nhiều người giàu có nhưng mà bên trong họ không có sự bình yên họ mất ngủ hàng đêm đúng mà nhưng, nhưng, mà cũng có có rất là nhiều người là cực kỳ giàu nhưng mà họ đang rất là hạnh phúc có rất là nhiều những người giàu mà hiện tại họ đang gia đình của họ đang rất là đầm thấm hạnh phúc ấm êm và cũng có rất là nhiều người giàu có mà bây giờ đây đúng không họ rất là khỏe mạnh họ rất là lành lặn thông minh may mắn nó tuyệt vời luôn yes. Có, có, rất là nhiều người giàu có họ có tất cả này. họ trọn vẹn luôn và thậm chí là họ bình an họ còn giúp được cho rất là nhiều người cho nên anh chị hãy khi chúng ta lựa chọn chúng ta hãy lựa chọn một cái người có hình mẫu hình mẫu là mô phỏng người đời thành công có nghĩa là chúng ta chọn một hình mẫu mà chúng ta muốn trở thành có nghĩa là cái con người chúng ta muốn trở thành anh chị nha không phải là quan quan trọng là số tiền anh chị đạt được mà quan trọng là cái con người anh chị sẽ trở thành là cái anh chị sống cái cuộc sống giống như họ đó, Đúng là họ đang có cuộc sống như thế nào, họ đang 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 làm cái gì, họ đang sống cuộc sống như thế nào. Và nếu như cái người đó đang sống cái cuộc sống mà như cái mục tiêu của anh chị như giống cái ước mơ của anh chị, thì anh chị hãy mô phỏng họ, anh chị học theo họ, anh chị hãy 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 dành thật là nhiều đầu tư cái thời gian, công sức, trí tuệ, tiền bạc để có thể là mình có cái cơ hội để có thể là mô phỏng được cái người đó càng càng dành thời gian với cái gì thì anh chị sẽ thành cái đó anh chị theo Và bạn sẽ trở thành cái thứ mà bạn tiếp xúc nhiều nhất và bạn càng dành thời gian mà ví dụ như là nếu anh chị muốn thành triệu phú đô la mà không Đấy, anh chị hãy dành thời gian để đọc sách của những triệu phú nên chị hãy dành thời gian để gặp gỡ những triệu phú đô la thật sự mà thì, thì, thì chúng ta sẽ trở thành triệu phú đô la đó là cái cái, cái, cái cách đơn giản nhất đó là cách đơn giản nhất anh chị theo kịp không ạ yes so nếu, như chúng ta muốn trở thành một một một, một tỷ phú chúng ta dành thời gian để gặp đỡ những tỷ phú nếu chúng ta cho anh chị muốn là có một cái cuộc sống vừa giàu có vừa khỏe mạnh vừa hạnh phúc thì chúng ta hãy đi tìm những cái người hiện tại họ đang có cái cuộc sống như vậy họ đang vừa hạnh phúc nè vừa giàu có này à, vừa khỏe mạnh luôn nữa, à, vừa khỏe mạnh luôn và họ lại còn còn còn, còn tuyệt vời đó bất kỳ cái điều gì đều có hết rồi chị đều có hết thì đó là cái cuộc sống chúng ta lựa chọn bởi vì chúng ta sẽ trở thành cái người mà chúng ta tiếp xúc nhiều nhất và chúng ta khi anh chị mua đồ linh á khi anh chị mua đồ linh thì đó là cái cách chúng ta nhanh thành công nhất bởi vì là cách nhanh nhất để có thể là phát triển và gia tăng giá trị của bản thân là gì ạ đó là học từ người thành công làm theo họ và thành công luôn anh chị ha học theo người thành công làm theo họ và thành công luôn không cần phải đi mò mẫm không phải tự đi tìm hiểu không cần mà phải đi tự chịu cái 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 bất đánh nó mà đánh đổi mà đánh đổi rất là nhiều cái 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 giá mà chúng ta phải trả trong cái việc mà chúng ta thiếu cái tri thức trong cái việc mà chúng ta thiếu cái trí tuệ trong cái việc mà chúng ta thiếu những cái phẩm chất của một người thành công điều đó nó 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 nó, nó phải đánh đổi bằng tiền anh chị chúng ta tất cả mọi thứ đều chúng ta đều phải học đều phải đóng học phí hết và có một cái học phí là giờ nếu như bạn kinh doanh nếu như bạn đầu tư hay là bạn làm một cái việc gì đó ở ngoài kia mà bạn không có kiến thức bạn không có kỹ năng bạn không có cái tư duy bạn không có chiến lược đúng mà. chỉ làm theo cái bản năng thôi hay là làm theo cái cái, cái gọi là cái gan của mình đúng không? anh chị bao nhiêu số anh chị ở đây có nghe cái câu là có gan làm giàu à <laughs> có gan làm giỏi và làm theo cái gan của mình cái gan cái gắt cái gắt của mình là có gan của mình nhưng mà cái gan của mình nó không có suy nghĩ được như cái bộ não cái gan không ra quyết định cho mình được cái gan không có khả năng mà phân tích cái gan không có khả năng tư duy bây giờ anh chị lên cái đắt anh chị đi kinh doanh anh chị đi đầu tư anh chị đi đàm phán anh chị đi bán hàng anh chị đi đi kiếm tiền tỷ anh chị lại đi nghe cái gái mà nó con phải nghe theo cái bộ não đó nè bao nhiêu cho gì theo ạ? cái bộ não là dùng để tư duy bộ não để dùng để lựa chọn bộ não để chúng ta suy nghĩ con người khác với là con vật ở chỗ là con người có cái não đúng không ạ con người có khả năng tư duy và suy nghĩ và lựa chọn con vật nó không có khả năng đó nó chỉ có thể thấy là một cái con vật mà chúng ta gọi là chúa sơn lâm đúng không? Là con sư tử mà. Con sư tử nó mạnh không ạ? Nó được xem là chúa sơn lâm nhưng mà con sư tử cách đây một ngàn năm trước và bây giờ nó có khác gì nhau không? con sư hữu cách đây 1.000 năm trước và bây giờ nó ở đâu nó vẫn như vậy thôi nó không có cái sự phát triển nó không có mặt vét lên nó cũng không có khả năng sử dụng nó không có khả năng mà xài điện thoại đúng không nó cũng không có cái khả năng mà 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 mà, mà làm cái gì đó nó 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 không thể chế được tàu vũ trụ nó, không, nó, con sư tử đó nó cũng chỉ ở đó thôi mà còn con người thì 1.000 năm trước thì sao ạ? À? và bây giờ thì sao ạ? À? bây giờ con người đã lên tới sao hỏa rồi con người đã lên tới mặt trăng rồi con người đã chế tạo được tàu vũ trụ rồi con người đã tạo ra được iphone rồi không à nó rất là tuyệt vời luôn đó chính là cái sự khác khác biệt của 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 con người và con vật đó là cái 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 bộ não đó cái khả năng được lựa chọn và ra quyết định chúng ta chúng ta không có lắng nghe theo cái gan anh chị đúng không anh chị theo kiểu kiểu à chưa có gan làm giàu đúng không nhưng mà không có nghĩa là lắng nghe theo cái gan vì chắc chắn là sẽ không thành công và bao nhiêu số anh chị ở đây đã từng lắng nghe theo cảm tính của mình và mình đã từng thất bại rất lớn thất bại luôn á lắng nghe theo cái 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 cảm cái cảm tính của mình đúng không? theo 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 trực giác của mình nó trực giác trực giác mà tôi đúng không? trực giác của tôi mất bảo là à, tôi không nên lâu trực trực giác của tôi mất bảo là tôi cần phải làm đúng không? vân vân đúng không? đó là cái gan của mình nó nói thôi chứ không phải là do 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 cái não mình nói một cái trực giác đó là trực giác trực giác đó chính là giác quan thứ sáu của chúng ta và cũng chính là tiếng nói nhập của chúng ta và cũng chính là tiềm thức của chúng ta đó nhưng mà tiềm thức của chúng ta thời điểm đó là tiềm thức của một người chưa giàu. Anh chị theo kịp không ạ? Tiềm thức của chúng ta thời điểm đó đó là tiềm thức của một người chưa giàu. Và tiềm thức của một người chưa giàu thì sao? Thì, thì sẽ phát ra những cái gì ạ? À? Tiềm thức của một người chưa giàu thì hãy phát ra chúng ta những cái trực giác của ai ạ? À? Trực giác của người chưa giàu. Và trực giác của người chưa giàu sẽ khiến cho là anh chị dù như thế nào đi chăng nữa thì cái trực giác đó anh chị lắng nghe theo nó thì anh chị sẽ nó sẽ giúp cho anh chị trở thành người chưa giàu. Anh chị theo kịp không ạ? Và lý do tại sao những cái nhà triệu phú, tại sao những cái người giàu có thành công khi có một cái thông tin, khi có một cái vấn đề hay là một cái cơ hội đến tại sao có người lại đưa ra quyết định là họ sẽ nắm bắt có người thì lo quyết định là họ sẽ không 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 tham gia và tại sao người giàu họ lại đưa ra những quyết định đúng đắn giúp cho họ giàu lên tại sao cùng một thông tin nhưng có người thì có thể nắm bắt công thông tin đó và trở nên giàu có có người họ cũng nắm bắt thông tin đó nhưng mà họ lại không biết làm gì cả hoặc là họ đưa ra quyết định ngược lại và họ lại thất bại tại sao là như vậy đúng không tại sao lại như vậy đúng không nó đến từ đâu ạ nó đến từ cái trực đúng không đa phần chúng ta biết là 60% trăm quyết định của mọi người nó được ở trên cái cảm xúc và trực giác của chúng ta và trực giác thì nó đến từ cái tâm thức của mình nó đến từ cái giác quan thứ sáu và nó đến từ cái hệ tư tưởng tiềm thức của mình vậy thì nếu như mà anh chị lựa chọn dựa trên trực giác của mình nếu như đúng mà nếu anh chị may mắn là anh chị có tư duy triệu phú niềm tin gốc rễ của chúng ta là triệu phú cái gan của chúng ta toàn là những tế bào của người giàu thôi đúng mà chị hình vô à, à cái, cái gan của mình nó cũng được chứa là từng những cái phân tử nguyên tử nó tạo thành những cái cấu trúc tạo ra một cơ thể của chúng ta tất cả những bộ phận trên cơ thể chúng ta đều là mang năng lượng hết đều mang năng lượng hết và và nếu như đó là cái 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 tiềm thức của chúng ta những cái bộ phận bên trong cơ thể chúng ta những cái tế bào bên trong cơ thể chúng ta nó toàn là những tư duy và niềm tin triệu phú thì cái tiềm thức chúng ta là tiềm thức của triệu phú tiềm thức của người giàu và khi chúng ta là tiềm thức của người giàu rồi thì cái trực giác của chúng ta sẽ là trực giác gì ạ? lý do tại sao người giàu họ làm gì cũng thành công, lý do tại sao mà huy có khả năng chạm tới hoa vàng, lý do tại sao mà huy có khả năng tạo ra rất là nhiều những cái triệu phú, lý do tại sao các anh chị đã trở thành những anh chị ở đây, và tại sao có những người họ lại có thể trở kiếm được hàng triệu đô la? Cơ bản là bởi vì những cái nhà triệu phú, những nhà tỷ phú họ có trực giác của người giàu và chính cái trực giác đó khiến cho họ phải làm những cái hành động khiến cho họ phải đưa ra những cái lựa chọn chỉ giúp cho họ giàu rồi cũng kỳ cục vậy đó anh chị cho nên huy mới nói rằng là thời khác mà tư duy của anh chị thời khác mà niềm tin của anh chị là niềm tin tư duy của triệu phú khi mà những tư duy triệu phú trở thành tư duy gốc rồi của anh chị rồi thì anh chị làm cái gì cũng phải cũng cũng cũng, cũng giàu hết đó. anh chị làm cái gì anh chị cũng thành triệu phú hết đó. bởi vì lúc đó là cái cái trực giác của chúng ta nó chỉ hướng chúng ta làm những cái việc mà để chung chúng ta thành triệu phú rồi cái trực giác của chúng ta chỉ hướng chúng ta làm những việc để chúng ta giàu thôi. Còn nếu như cái trực giác của chúng ta là trực giác của người chưa giàu thì, sao? thì chúng ta có làm như thế nào, chúng ta có chăm chỉ như thế nào chúng ta cũng không dễ với cái trực chúng ta nghe theo một cái cái trực giác của người chưa giàu thì có thành công mà. thì đó là một cái điều mà chúng ta phân tích về trong cái tư duy này, tư duy số 10 này. Vậy thì mô phỏng cái người thành công. Vậy thì tại sao lại mô phỏng người thành công nó liên quan tới cái này? Bởi vì rằng là chúng ta có thể anh chị hình dung là khi mà anh chị học từ một cái người đúng không ạ? Anh chị học từ chính bản thân mình đi chúng ta học từ chính bản thân mình chúng ta học từ chính những cái uh, trải nghiệm của mình có thể là trải nghiệm không thành công hay là trải nghiệm thành công của mình đi ạ thì có một điều rằng anh chị đồng ý Huy là chúng ta đều phải trả một cái giá mà chúng ta đều phải trả một cái giá nào đó đúng không? Giả sử như bây giờ bạn uh, nấu cơm và bây giờ bạn không ai chỉ bạn nấu cơm hết bạn tự nấu và cái nồi cơm một bữa cơm đó nó bị không được ngon hay là nó trở thành một cái bữa ăn không được vậy thì trong khi hỏi anh chị anh chị có việc phải trả giá mà có chứ bữa đó mình đói bữa đó mình, mình 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 tốn điện tiền điện đúng không bữa đó mình cũng bỏ luôn cái số tiền cái số tiền gạo đó đó là một việc nhỏ thôi nhé, đó chỉ là một việc nhỏ. Nếu như chúng ta muốn học từ chính thất bại của mình, chúng ta chỉ muốn học từ chính thất bại của mình, học từ những cái chuyện không thành công của mình chắc chắn chúng ta phải trả giá luôn luôn phải trả giá để có được một bài học. Luôn luôn bạn phải trả một cái giá nào đó để bạn học được một bài học. Và đó là bài học nấu cơm thôi một bài học nhỏ thôi. Nhưng mà trong cái bài học về cuộc sống mà có thể những cái bài học nó sẽ rất là lớn. Thậm chí có những cái những cái bài học mà thậm chí là chúng ta phải trả giá bằng uh, rất nhiều tiền có những bài học mà phải mất cả trăm năm mà cả một cuộc đời người cả một đời người mới, 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 mới có thể học được thậm chí có những bài học là có những người họ phải trả giá bằng cả cái mạng sống của họ họ mới học được thì anh chỉ có muốn trở thành cái người mà phải tự trả giá bằng những cái điều quý giá của mình để học những bài học không thành công không? Chắc chắn chúng ta đều phải trả giá. Tất cả mọi thứ trên đời này tất cả mọi bài học đều phải trả giá anh nhưng quan trọng là cái giá bạn trả là bao nhiêu thôi bạn sẽ trả bạn sẽ chấp nhận là trả giá bao nhiêu thôi anh chị theo kiểu mà bạn sẽ trả cái giá bao nhiêu thôi và nếu như bạn trả được một cái giá mà nó tốt nó có lợi thì bạn là người giàu anh theo kiểu mà yes. nếu bạn trả được một cái giá mà nó tốt nó có lợi cho mình bạn là người giàu còn nếu như bạn, bạn trả một cái giá bạn mua hớ đó mà bạn trả một cái giá nó bị hớ đi thì bạn là người lỗ thì bạn là người mất tiền bạn là bị mất cái quyền lợi mất cái tài sản mất những cái thứ giá trị của mình và mình không có giàu được đúng không tại vì mình 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 mình, 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 mình trả một cái giá nó quá đắt và và có một cái điều ở đây là giờ có một cái điều ở đây rằng là nếu như chúng ta học từ chính những cái thất bại của bản thân mình thì cái giá chúng ta phải trả thì khuy không biết là bao nhiêu không biết bao nhiêu nó rất là nhiều có những người họ đã tốn hàng tỷ đô la như Donald Trump cũng đã tốn hàng tỷ đô la có những người mất cả triệu đô la có những người đánh mất cả thanh xuân của mình có những người họ phải học những bài học từ đúng là, về cả gia đình của họ về rất là nhiều thứ vậy thì có một cái cách Đăng nào cũng phải trả một cái giá nào đó thôi. Vậy thì hãy trả cái giá để học từ kinh nghiệm thành công của những người thành công. Anh chị theo rồi hãy trả cái giá để học từ bài học và kinh nghiệm của những người thành công. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì con người chúng ta không cần nỗi sợ hãi đúng không ạ? À? Tôi đã chia sẻ cái phần này rồi. Chúng ta cần cái gì à? Cần được giáo dục con người cần được giáo dục và một cái điều gì mà anh chị không làm được có thể có phải là nó không nó là nó là nó là bất khả thi không mà không chúng nó không làm được nó không phải là không mà là chưa làm được thôi chưa làm được vì sao bởi vì chúng ta chưa biết làm lý do tại sao mà huy có thể tạo ra huy có thể đào tạo và tạo ra rất là nhiều những cái triệu phú đô la bởi vì huy đã biết cách để làm điều đó và huy đã chỉ cho những anh chị nào đồng hành với huy những anh chị học từ huy thì họ cũng có thể làm được điều đó À, từ lúc trước họ chưa làm được bởi vì họ chưa biết làm nhưng mà khi họ học rồi họ biết cách làm rồi thì họ trở thành triệu phú đó là cái kết quả đó mà và chúng ta thì luôn nói chỉ bằng kết quả đúng không ạ có một cái điều ở đây là Huy không có như là bất kỳ một cái diễn giả nào ngoài kia đúng không ạ ừ, tôi chỉ nói chuyện kết quả thôi bạn được quyền lựa chọn là bạn có đồng hành hay không thôi đúng không? tất cả chúng ta chỉ cần kết quả thôi chúng ta không có, có quan tâm là kiến thức bạn học cái gì quan tâm là cuối cùng là ra ngoài thành công cuối cùng là sau khi mà tham gia nhìn lên chương trình đó vậy, bạn trở thành triệu phú là hết, không cần quan tâm là cái gì cả, không có tất cả đều bằng kết quả, bởi vì giá trị của huy là giá trị thật, giá trị ở đây là giá trị thật. Anh chị theo kiểu mà bao nhiêu chưa hiểu bài học ở đây Chứ yes. Và khi mà chúng ta uh, đầu tư mà tới giờ tại sao mà ngay cho bản thân mình một năm huy bỏ ra cũng là hơn cả đúng không ít nhất là cũng tầm một năm trung bình một năm là huy bỏ ra tầm khoảng là ít khoảng là trung bình là nửa tỷ đó nửa tỷ để có cơ hội được học được học từ những người thành công và giàu có nó cũng không có ít đâu anh chị à, từ những cái năm 2015 tới giờ thì huy cũng đã bỏ ra là cũng gần 10 tỷ rồi 10 tỷ chỉ là tiền đi học thôi đó tiền để có cái cơ hội mà nhưng mà mình có tiếng mà theo anh chị Huy có tiếng không? không có tiếc đâu ạ à. bởi vì sao? Bởi vì mình biết rằng là từng đồng mình bỏ ra nó đều giúp mình giàu lên. Từng đồng mình bỏ ra đều giúp mình phát triển lên. Từng đồng tiền mình bỏ ra nó đều giúp cho tài sản của mình tăng lên ít nhất gấp 2 lần, gấp 3 lần, gấp 10 lần. với đầu tư 10 tỷ nhưng mà bây giờ Huy đã có được tới tới tới, tới con số là nó ít nhất cũng hơn hai chục lần số tiền đó và đó, đó, đó là cái 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 đầu tư có lợi bao nhiêu số chị thấy như thế vậy là đầu tư có lợi quá lợi luôn à nó quá lợi luôn à và đầu tư cho trí tuệ thì nó không có mất đi trí tuệ của chúng ta nó luôn luôn ở đó với chúng ta nó ở đó với chúng ta mãi mãi luôn nó ở đó với chúng ta mãi mãi luôn và dù thế giới có như thế nào dù thị trường như thế nào dù là uh, nền kinh tế có như thế nào thì chăng nữa thì sao ạ à? thì cái tư duy của người giàu thì cái trực giác của một người thành công một triệu phú thành công giàu có và cái bàn tay của một doanh nhân chạm tay hoa bàn nó vẫn như vậy nó không thay đổi dù thị trường thế nào người giàu vẫn giàu lên anh chị đồng ý không ạ bao nhiêu số chị hiểu được bài học này nếu anh chị biết rằng là trong cái năm 2020 2021 2022 vừa qua thì số tiền mà các chính phủ họ cung cấp chủ yếu là cho người gì ạ số tiền mà các chính phủ họ trợ cấp là chủ yếu là chuyển cho nhóm nào ạ những cái chính sách hỗ trợ là sẽ cho nhóm người nào là nhóm những cái người chưa giàu đúng không nhưng mà có một cái điều kỳ lạ là gì ạ trong những năm vừa qua thì những người giàu họ vẫn lại tiếp tục giàu lên nhanh chóng đó là một cái vấn đề đó không quan trọng tiền chảy về đâu đâu ạ à? tiền chảy về đâu người giàu vẫn 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 hốt được thôi quan trọng là anh chị có nằm trong số những cái người đó hay không thôi thì chỗ đó có quyền lựa chọn của chỗ nào à, tiền chảy về đâu không quan trọng nó tiền chảy về đâu thì người giàu vẫn có thể lấy được hết yes nó, luôn luôn là như vậy đó mà nó luôn luôn là như vậy luôn bởi vì sao bởi vì đó là cái quy luật rồi năng lượng chỉ chảy đến nơi có sự tập trung thôi và năng lượng giàu có thì tiền sẽ chạy đến những cái nơi đó và 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 quan trọng là cuối cùng là bạn có phải là nhóm những cái người thành công và giàu hay không hay là bạn sẽ chấp nhận là tiếp tục như vậy mà cái cuộc đời của chúng ta là quyền lựa chọn chỉ quyền lựa chọn thôi chúng ta được lựa chọn là chúng ta tiếp tục uh, sống cái cuộc sống mà mình không mong muốn hay là mình sẽ thay đổi và đương nhiên là mô phỏng người thành công là cách tốt nhất được ạ? Mô phỏng người thành công là cách thứ nhất Hãy cho một cái người nào họ đang thành công Và có cái cuộc sống mà anh chị mong muốn đó nha Cái cuộc sống mà, cái cuộc sống họ đang sống đó Mà như anh chị mong muốn thì anh chị hãy mô phỏng họ Hãy học từ họ, hãy đầu tư tiền bạc thời gian Để có thể là ở gần họ Là mỗi cách để có thể ở gần họ đâu không ạ? là một cách để họ có có thậm chí trở thành mối quan hệ thân thiết với họ luôn để chúng tôi trở thành cái người bạn thân với họ luôn để họ có cái gì thì họ sẽ chỉ cho bạn cái đó thì họ chắc chắn là nếu mà họ họ thành công thì họ sẽ giúp bạn thành công được anh chị theo kịp không ạ rồi thì đó là tư duy số ở bí kíp số 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 10 của chúng ta ha tiếp theo là cái bí kíp số 11 bí kíp số 11 trong việc sử dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn đó là anh chị phải nhớ một điều và đây là một cái điều vô cùng quan trọng một cái điều vô cùng quan trọng đó là gì? Đó là chúng ta phải biết luôn luôn so sánh dọc. So sánh dọc anh chị, anh chị nhớ nha. So sánh dọc là gì? So sánh dọc có nghĩa là chúng ta hãy so sánh bản thân mình với chính mình của ngày hôm qua. Anh chị theo kiểu mà. Yes. So sánh gọc đó là chúng ta so sánh những cái mình đang có ngày hôm nay với bản thân mình ngày hôm qua con người của tôi ngày hôm nay so với ngày hôm qua nó đang tốt hơn hay nó đang không tốt đi ok dạ à và chúng ta hãy lấy ba cái cột mốc chính đó là ngày hôm nay giá trị tôi đã tăng lên như thế nào trí tuệ tôi đã tăng lên chưa tôi có giỏi lên tí nào chưa cái giá trị thứ hai là gì dạ. Đó là ngày hôm nay sức khỏe của tôi đang chuyển biến tốt hơn hay là xấu đi. Và tiếp theo là giá trị thứ ba là gì ạ? Giá trị thứ ba đó là ngày hôm nay những cái mối quan hệ xung quanh tôi nó đang tốt hơn, chất lượng hơn hay nó đang giảm cái chất lượng. Bởi vì ba cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả cuối cùng đó là tài chính của anh chị đó là chất lượng cuộc sống của anh chị đó là cái phong cách sống và chất lượng cuộc sống của anh chị ok giờ à ba cái ha thứ nhất đó là trí tuệ của mình kiến thức và tư duy của mình thứ hai đó là sức khỏe của mình và thứ ba là mối quan hệ của mình nếu ba cái này ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua thì chắc chắn hôm nay tiền về chắc chắn là thành công đúng không đó là cái sự phát triển chắc chắn là phát triển và phát triển thì chỉ có thành công thôi anh chị đồng ý huy là một cái cây nếu mà ngày hôm nay nó phát triển hơn ngày hôm qua thì sớm muộn gì nó cũng sẽ ra hoa kết quả không ạ còn nếu như mà ngày hôm nay mà cái cây đó nó không phát triển hơn ngày hôm qua thì có phải là cái cây đó đang chết đi không ạ chúng ta có hy vọng là có cái quả nào từ cái cây mà đã chết đi không ạ? Không, không có, không có anh chị, không có cái chuyện đó đâu ạ, nó không có cái chuyện đó, cho nên là bắt buộc là phải phát triển và phát triển thì phát triển ba cái phần này đúng không ạ? Thứ nhất là trí tuệ của mình, thứ hai là sức khỏe, sức khỏe phải tốt lên sức khỏe nó giảm đi thì rõ ràng là 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 không tốt rồi sức khỏe mà mà đi là hai cái kia cũng không không còn là là quan trọng nữa đúng không? và thứ ba là một quan hệ mối quan hệ của chúng ta thì nó xác định luôn chúng ta đang là ai chúng ta đang tiếp xúc với ai chúng ta đang ở môi trường nào chúng ta đang dành thời gian với ai và hãy nhớ là mối quan hệ rất quan trọng ha mà khi anh chị nhìn vào cái mối quan hệ của mình cái môi trường của mình những cái người mà mình đang tiếp xúc mỗi ngày thì phải đặt cái câu hỏi rằng là những cái người này họ đang khiến mình trở thành ai đây tôi đang trở thành ai khi mà tôi tiếp xúc với những cái người này họ sẽ bắt tôi họ khiến cho tôi là phải đọc cái quyển sách gì họ khiến tôi có những cái thói quen gì họ khiến cho tôi có những cái hành vi gì họ khiến cho tôi trở thành cái con người như thế này mối mối quan hệ của chị ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua đó là thành công bởi vì tư duy tăng lên thì tiền tăng lên và mấy tầng nào thì hút mấy tầng đó mấy tầng nào hút lên mấy tầng đó nếu anh chị muốn có mối hệ với những triệu phú thì chắc chắn là anh chị phải có tư duy triệu phú rồi anh chị mới có thể hôn, hôn hút được những cái người giàu có triệu phú để làm bạn của mình được đúng không yes. và chúng ta phải hiểu được cái vấn đề này mà chúng ta đầu tư cho cho ba cái giá trị này và so sánh nhập nhé. bài học ở đây là so sánh nhập bởi vì sao bởi vì rằng là nếu như bây giờ cái lúc này có một người nào đó họ kiếm được 1 tỷ đô la thì tiền đó là của ai ạ à? nếu bây giờ có một người nào đó đúng không anh ta vừa mới kiếm được một tỷ đô la thì tiền đó là của ai ạ? À? tiền đó là của anh ta đúng không? đó là cái kết quả của anh ta, đó là tiền của anh ta nó không có liên quan tới mình đúng không? nó không có liên quan gì tới mình cả, nó không có liên quan, tại vì anh ta đã đầu tư thời gian, đầu tư trí tuệ, đầu tư tiền và anh ta đã dành ra nhiều thời gian của anh ta để có thể trồng những cái cây, những cái quả đúng không? những cái cây và bây giờ nó nó, nó thành một cái bầu trời quả ngọt anh ta nhận được cái quả ngọt là tỷ đô đó thôi. Và, 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 và bây giờ quan trọng là chúng ta đừng có rảnh mà chúng ta đi nhìn vào cái khu vườn của người khác làm gì anh chị theo kiểu mà chúng ta đừng có rảnh mà chúng ta dành thời gian chúng ta nhìn vào thu, khu vườn chúng ta nhìn vào khu vườn của người khác chúng ta ngưỡng mộ thì được đúng không Nhưng mà chúng ta cứ nhìn vào đó mà và chúng ta cảm thấy là 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 không vui với bản thân mình đúng không ạ thì cái cảm giác không vui nó chẳng giúp gì cho anh chị đâu ạ hay là chúng ta cảm thấy là mình 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 mình, mình thu kém họ không có đâu ạ cái việc thành công đó là ngày hôm nay tôi tốt hơn ngày hôm qua Ngày hôm nay giá trị của tôi nó tốt hơn giá trị của tôi ngày hôm qua, ngày hôm nay giá trị của tôi tăng lên thì đó là thành công. Nó quan trọng là so sánh nhọc đó là thành công của mình. Đó là anh chị phải quan tâm tới khu vườn của chúng ta, của chính mình. Đừng quan tâm khu vườn của người khác mà hãy quan tâm tới khu vườn của mình. Được không ạ? Đừng quan tâm tới khu vườn của người khác mà hãy quan tâm tới khu vườn của mình và nếu như khu vườn người khác họ có đi có phát triển hay là nó có đang không tốt á người ta phát triển thì thì cũng kệ họ đi ạ à. mà người ta có đang không tốt thì bạn cũng đừng có hả hê cười họ làm gì cả đúng không kệ họ thì cũng đừng có 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 cảm giác gì không vui về họ nữa đúng không mà hãy tập trung vào khu vườn của mình bởi vì khu vườn của bạn mới quan trọng cái khu vườn của mình mới quan trọng là gì khu vườn của mình mà nó không phát triển, nó không có ra hoa, nó không có kết quả, nó không có sự lớn lên theo thời gian, thì cái người mà cuối cùng nhận cái quả đắng là ai anh chị? Là mình mà. Vườn của người ta là, là 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 quả người ta ăn nha. Còn cái vườn của mình là quả mình nhận. Cho nên là hãy tập trung vào cái khu vườn của mình, hãy tập trung vào chính mình. Nè. Nghĩa là ngày hôm nay và so sánh dọc đến vậy, so sánh dọc so sánh nhập là bản thân mình. Ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua chưa? Và đặt cái mục tiêu là ngày tiếp theo mình sẽ gia tăng giá trị của mình lên. Gia tăng giá trị về trí tuệ, gia tăng giá trị về sức khỏe và gia tăng giá trị về mối quan hệ xung quanh của mình. Ok chưa? Thì đó là bí kíp số 11 trong việc sử dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức. Bí kíp số 12 vì cái số 12 đó là anh chị phải nhớ một điều là trong cái bí kiếp số 12 này đó là anh chị cần phải luôn luôn là sử dụng cơ thể và tâm trí ở trạng thái tốt nhất. Anh chị theo kịp ạ? Nhà mình theo kịp ạ? Luôn luôn sử dụng cơ thể của mình và tâm trí ở trạng thái tốt nhất. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là thể chất và tinh thần của chúng ta phải ở trạng thái tốt nhất. Bởi vì sao? Nếu như thể chất của bạn đang không khỏe mạnh thì liệu rằng bạn có làm việc được hiệu quả không liệu bạn có tập trung được không liệu bạn có năng lượng cao để có thể là đạt được những thành công và chiến thắng không ạ cho hay hỏi anh chị một cái người mà bây giờ kỹ năng đầy mình đúng không một cái người mà bây giờ là một master và bây giờ bây giờ sẽ một cái một, cái một master về một cái lĩnh vực nào đó anh ta là một master mà bây giờ nếu mà bây giờ ví dụ nói một cái uh, gọi là đấu võ đi ha đấu võ đi ạ một cái võ sư mà master kinh nghiệm luyện võ là hơn 20 năm đúng không? Được 8 uh, uh, đẳng chẳng hạn Tức là tam đẳng đai đen thì chẳng hạn Một master đi Nhưng mà lúc này đây võ sư này thì đang ở trong một trạng thái không được khỏe mạnh Đang không khỏe mạnh tí nào cả Giờ đấu với lại một bạn uh, nhất đẳng thôi Đang trang đầy năng lượng Đang sung sức Thì theo anh chị là có dễ thắng không ạ? Ai có tỷ lệ thắng cao hơn? Một người giỏi hơn rất nhiều. Kinh nghiệm cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà cơ thể của anh ta đang ở trong trạng thái là cực kỳ không khỏe. Cực kỳ không khỏe luôn. Thì anh ta có thể phát huy được hết toàn bộ cái khả năng của mình không? Anh ta có thể phát huy được toàn bộ hết cái năng lực của mình không? Và anh ta có thắng được không? Không. Và rõ ràng là cũng giống như cái câu chuyện mà anh chị hình dung là cái câu chuyện này Huy nghĩ rằng là ai cũng đã từng ít nhất nghe một lần rồi bao nhiêu số chị ở đây đã, đã từng nghe những cái câu chuyện mà bị đau bụng trong phòng thi à chúng ta nghe chưa có rất là nhiều bạn học rất là giỏi có rất là nhiều người học rất là giỏi luôn nhưng mà à đi lúc mà đi thi bắt đầu là à, không khỏe có làm bài được không liệu có làm bài được không và cứ, và sau đó chúng ta gọi là học tài thi phận có những người gọi là học tài thi phận là như vậy bởi vì cái thể chất của họ không khỏe Bởi vì thể chất của họ không khỏe Bây giờ họ có trình độ, họ giỏi thật Cái bài thi đó đối với họ quá dễ Cái bài kiểm tra nó quá dễ Cái vấn đề đó đối với họ quá dễ Với cái thực lực của họ Nhưng mà cái thể chất của họ không tốt Vậy thì như vậy thì thì, họ có làm được Huy có một cái người chị mà mà phải học lại một năm Mà chị đó là cực giỏi luôn người chị học chỉ vì là ngày hôm đó là ăn uống không được tốt thế là đi thi bị 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 chưa được khỏe và xong là coi như là phải học lại một năm để thi lại cái trường đó anh chị theo mà có phải một cái trả giá nó quá lớn chỉ vì là cái thể chất nó không được tốt nhất không ạ à? rất là ghê luôn chị rất là tội luôn mà chị rất là giỏi anh chị mà năm sau chị ấy thi lại chị là thủ khoa của cái ngành luôn đại học ít khoa luôn Ủ khoa luôn. Nhưng mà cái năm trước đó là bởi vì cái thể chất không tốt vào cái ngày quan trọng đó dẫn tới là rất giỏi nhưng mà không không làm được. Bây giờ chị ấy đang là một đang người chị của mình luôn, đang là một quản lý trong một cái công ty tại Mỹ luôn đó chị. Rất giỏi luôn nhưng mà trong cái đó là một cái bài học mà về cái thể chất không tốt nó dẫn tới là cái kết quả nó nó rất là rỗ là nhưng mà bị chỉ vì thể chất không tốt thôi và đương nhiên nó chỉ là về trong trường trường học thôi nhưng mà về trong cuộc sống ví dụ như là bạn có những cái hợp đồng bạn có những lúc bạn đi địa đàm phán bao nhiêu số anh chị là ở đây là thích cái nghệ thuật đàm phán à? muốn trở thành master trong nghệ thuật đàm phán à Ờ à, thôi, huy cũng thích lắm anh chị đúng không huy rất là thích tôi ngày xưa huy nói thật với, huy, với anh chị rằng là ngày xưa cái khả năng đàm phán của huy đó huy nói thật là ngày xưa cách đây mà mấy năm trước ai cũng thích đàm phán với huy đó anh chị rất là ai gặp huy họ cũng thích đàm phán hết bởi vì họ toàn là thắng đó thôi họ rất là thích luôn họ rất là thích đàm phán với huy luôn bởi vì họ toàn thắng đó anh chị nhưng mà khi mà thời khắc mà khi mà huy đã phát triển lên thời khắc mình thay đổi mình nâng tầm cái trí tuệ của mình lên mình hiểu được cái nghệ thuật trong đàm phán là gì, mình luyện được cái tư duy của người thành công, mình có được cái kỹ năng đàm phán thì bây giờ thì sao ạ? À, tất cả những cái cuộc đàm phán của mình thì đều mang lại những cái giá trị tuyệt vời, đều mang lại cái giá trị và mình luôn luôn đạt được những cái mục đích của mình và luôn luôn là cái người mà hợp tác với những những cái người mà hợp tác với mình anh chị, những cái người mà đàm phán với mình thì sau đó họ cũng cực kỳ hạnh phúc và hài lòng luôn có nghĩa là mình hài lòng mà mình cũng giúp cho những cái người của mình bạn bè đối tác của mình những người mình đặt phải mình họ cũng hài lòng luôn bạn nhớ sao chị muốn đạt được cái điều này chúng ta đạt được điều mình muốn trong khi chúng ta vẫn có thể giúp cho những cái người làm việc với chúng ta những đối tác của chúng ta cũng hài lòng và hạnh phúc và cũng thỏa mãn tại vì trong đàm phán mà anh chị phải nhớ là trong đàm phán không phải là thắng thua đàm phán có nghĩa là người kia đó chính là những đối tác của mình và cái bên kia chính là bên đối tác của mình đó là đồng hành đó là đồng đội của mình đó là bạn của mình cho nên nếu chúng ta win mà bên kia thua thì điều đó không tốt mà hãy làm sao mà chúng ta win mà chúng ta cũng phải làm cho họ cũng phải hài lòng hạnh phúc đó mà họ cũng win luôn thì như vậy thì nó mới là những cái cái mối quan hệ do nó nó thân thiết nó dài hạn và nó mang lại những cái giá trị dài hạn trong tương lai của mình được không ạ thì bao nhiêu số chị muốn muốn master trong nghệ thuật đàm phán nữa À rất là tuyệt vời đó là trong uh, cái uh, uh, chương trình nhân dân trận đó vàng thì Huy cũng sẽ hướng dẫn chị cái cái cách để chúng ta có thể trở là best master trong nghệ thuật đàm phán và bạn có thể là ứng dụng cái kỹ năng này để bạn có thể huy động vốn bạn huy động vốn để bạn có thể là có rất là nhiều tiền để bạn có thể là kinh doanh đầu tư bạn có thể là đàm phán để có được những hợp đồng triệu đô hàng hợp đồng hàng triệu đô la nhé có những đối tác triệu phú những đối tác hàng triệu đô la làm việc với bạn đúng không bạn có thể là đàm phán với lại thậm chí bạn có thể đàm phán với vợ của bạn là để cho bạn có thể là có thể là đi Đi, 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 đi dành thời gian đi đi làm một cái gì đó các bạn có thể đàm phán với lại con cái của bạn mà thậm chí dạy cho những người xung quanh cho, cho gia đình của bạn có cái nghệ thuật đó để có thể là thành công nhiều hơn thành công nó nói tiếng thành công hơn ok anh chị yes thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là à bây giờ học ở đây bài học ở đây đó là hãy luôn luôn là ở trong cái trạng thái là tâm trí tốt nhất ha bài, bài học bài học bài, bài học gốc ở đây đó là trạng thái tốt nhất hãy cho cái cơ thể và tâm trí chúng ta trạng thái tốt nhất hãy để cho cơ thể chúng ta ở trạng thái tốt nhất và khỏe mạnh nhất và tâm trí mà thứ hai đó là tâm trí vậy thì khi chúng ta nói về tâm trí thì sao ạ khi chúng ta nói về tâm trí thì anh chị đồng ý với huy rằng là tâm trí cái tâm lý của chúng ta nó có quan trọng ạ nó ảnh hưởng tới cái kết quả của chúng ta không anh chị anh chị cái tâm lý chúng ta quan có quan trọng ạ rất là quan trọng luôn cái tâm lý của chúng ta nó rất là quan trọng À, nếu mà anh chị đã coi những cái sự cuộc trận thi đấu và những cái trận thi đấu của những cái đấu cờ hay là đấu tennis hay là đấu bất kỳ một cái môn thể thao nào đi chăng nữa hay là một cái trò chơi nào đó đúng không Cái người mà kỹ năng trình độ à, sức bền cũng như nhau luôn nhưng tâm lý thì lại quyết định. Theo anh chị là trong một cái cuộc trong một cái trận đấu chung kết trong một cái trận đấu chung kết giữa mà hai cái người mà đánh tennis đúng không? hai cái kỳ thủ đánh tennis và cả hai người đều là những bậc thầy đều là những người xuất sắc nhất trên thế giới đều là có cái thể lực như nhau đều có cái trình độ như nhau đều kỹ năng đều như nhau luôn đánh ngang ngửa nhau luôn đánh rất là kinh nhưng mà tụi thật sức bền như nhau luôn nhưng mà cuối cùng thì nhà vô địch lại là, là cái người mà tâm lý tốt hơn sẽ là người chiến thắng bởi vì khi mà chúng ta đang nói về những cái cuộc đúng mà những cái cuộc chơi của những cái người chiến thắng những cái nhà vô địch thì thể chất là một cái thứ bắt buộc phải có nhưng tâm lý nó chính là cái thứ yếu tố thứ hai sẽ quyết định thành công của anh chị, quyết định thành công của chúng ta. Anh chị ha. Tâm lý chính là cái yếu tố thứ hai sẽ quyết định thành công của chúng ta cho nên là cái bí kíp số 12 và Huy chân thành là muốn anh chị em chúng ta hãy tốt nghiệp và hãy ứng dụng nó thật là tốt. Đó là khi chúng ta làm bất cứ một điều gì thì luôn luôn sử dụng cơ thể và tâm trí ở trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất là bao nhiêu phần trăm năng lượng anh chị ạ? À? Anh chị comment ạ. À. Trạng thái tốt nhất là bao nhiêu phần trăm năng lượng ạ? À? Trạng thái tốt nhất là bao nhiêu phần trăm năng lượng ạ? À? 100% năng lượng một trăm phần trăm lượng đó là chúng ta tập trung một trăm phần trăm, chúng ta tham gia một trăm phần trăm và chúng ta khỏe mạnh một trăm phần trăm, tâm lý tốt nhất, chúng ta kiểm soát toàn bộ cái cơ thể này. Không phải một trăm phần trăm năng lượng là coi như là la lên ghê lắm, không có rồi. Cái, cái, cái đó, cái đó, cái đó là lỗ lăng chứ, cái đó không phải là là một trăm phần trăm năng lượng. Một trăm phần trăm năng lượng là chúng ta kiểm soát toàn bộ cái từ trí óc tới cái cảm xúc, tới cái cơ thể và hành động của mình. Chúng ta làm chủ 100% cái cơ thể này. Và tham gia 100% lượng đó mới là 100%. Chứ không phải là tham gia vô lao vô. yeah, yeah, yeah. Ủa nãy giờ thầy dạy gì vậy? Không nghe, lo la. những bạn nào nãy giờ các bạn ơi tiếng ơn năng lượng là làm không? Là. Ủa nãy giờ thầy nói gì vậy? ơi ơi thở mà thầy để cho thầy nói gì vậy 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 có phải một trăm phần trăm không 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 bàn người người khác đúng không? Yes, đó cho nên cho nên ý một trăm phần trăm năng lượng là nó không phải là la lên, nó không phải là gồng lên, nó không phải là yes 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 nhìn lỗ lỗ lằng đó. Ok vậy. anh chị theo kịp ông Huy không ạ? Yes. Mà hãy kiểm soát trí óc, tâm trí và cơ thể này với sự tập trung và năng lượng khỏe mạnh và năng lượng tâm tâm lý nó tốt nhất nó cao nhất và cái sự tập trung cực kỳ mạnh ha cái này thì huy sẽ nói kỹ hơn trong chương trình Doanh nhân trạng thái vàng về sự tập trung nhưng mà ở đây huy cũng nói luôn cho anh chị để anh chị có thể áp dụng được anh chị hình dung rằng là một cái tia nắng một cái ánh một cái tia sáng anh chị thấy mặt trời không ạ mặt trời khi mà họ chi, nó nó chiếu rất là nhiều những cái tia ra nhưng mà những cái tia này nó phân tán với nhau cho nên khi chúng ta tiếp xúc với mặt trời chúng ta có bị sao không ạ à? à chúng ta rất là bình thường mà nó 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 không có ảnh hưởng gì cả nó nó không có ảnh hưởng gì chúng ta hết ví dụ cái ánh đèn điện này của chúng ta một cái bóng đèn những cái ánh đèn điện mà chúng ta đang chiếu xuống người mình nè những cái ánh sáng mà trong cái bóng đèn điện của chúng ta này, nó chiếu xuống mình nữa, nhưng mà nó 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 là những cái bóng đèn nó nó phân tán ánh sáng ra cho nên chúng ta có bị ảnh hưởng gì không anh chị không bị ảnh hưởng gì đúng không ạ? Nhưng mà anh chị hãy thử hình dung rằng là nếu như những cái ánh đèn đó, những cái tia sáng đó nó không có phân tán nữa mà nó dồn vào sự tập trung lại như một tia laser. Thì chuyện gì xảy ra? Chiếu tới đâu là, là 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 tuyệt vời tới đó luôn đúng không ạ? Yes, nó rất nó, nó không tốt cho mắt đâu nó nó còn ghê hơn đấy. Ờ nó còn ghê hơn thế bạn không ạ, Nó còn ghê hơn đấy. Bạn, đúng không? Ghê hơn đấy. Ừ, <laughs> đấy, vậy thì đó chính là sức mạnh của một tia laser. Và sức mạnh đó, đó đến từ sự tập trung cung là những tia sáng đó nhưng mà nếu như nó được tập trung lại, nó không phân tán mà tập trung lại thì nó sẽ tạo ra một cái sức mạnh, một cái sức công phá kinh khủng. Và điều đó nó cũng giống như là với tâm trí của chúng ta, nó cũng giống như là cái cơ thể của chúng ta. Nó vượt giống với như là chính anh chị nếu như là anh chị tập chung 100% vào một cái việc gì đó khi anh chị làm bất kỳ một việc gì anh chị tập trung 100% từ ý thức và tiềm thức từ tâm lý cho tới cái cơ thể này với sự tập trung 100% thì cái quy luật và cái hiệu quả theo anh chị nó mạnh hơn gấp tỷ lần so với việc chúng ta không tập trung không ạ mạnh hơn nhiều luôn đó anh thì thử mở cái đèn này 10 năm coi có chỗ nào bị gì không đó không để thử 10 năm để để 100 năm luôn thì coi nó cũng vậy à. Nhưng mà bây giờ thử mà góp cái ánh sáng của những cái đèn này lại mà nó chiếu xuống một phát đi, ngay lập tức có thấy có chuyện liền luôn. Anh chị theo kịp không ạ? À? Ngay lập tức là chúng ta thấy kết quả luôn. Cho nên là hãy tập trung 100% thì uy lực rất là tuyệt vời. Kết quả sẽ rất là tuyệt vời. Cho nên cái việc mà tại sao chúng ta một dân nhân, nhân tranh vàng lại cần có cái cái, cái 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 sự cái ngón ngón trỏ tập trung là bởi vì rằng là đó là cái thứ để giúp cho những người thành công họ đạt được thành công nhanh nhất tập trung và tham gia vào 100 năng lượng và để làm được điều đó thì bắt buộc chúng ta phải có cơ thể và tâm trí ở trạng thái tốt nhất trạng thái tốt nhất anh chị ha rồi anh chị theo kiểu ạ rồi tiếp theo là tư duy số mà bí kíp số 13 số tư, bí kíp số 13 là gì bí kíp số 13 đó là không à bí kíp này thì cũng không phải gọi là bí kíp đâu nhưng mà nó là một cái bắt buộc phải làm đó chính là phải đọc sách đó là bạn phải đọc quy sách sức mạnh tiềm thức Tại vì trong cái quyển sách sức và tiềm thức này thì mọi bí kíp nó nằm trong đó rồi. mọi cái gọi là câu chuyện rồi cách hướng dẫn rồi chi tiết rõ ràng thì cái bí kíp thì nó quá lớn anh chị nó nằm trong sách đó. Và chúng ta không, không thể đọc giùm anh chị được và chính anh chị phải đọc cái quyển sách đó đúng không? À, chúng ta hay đọc cái quyển sách sức và tiềm thức. Nếu như như anh chị đọc anh chị chưa hiểu thì anh chị có thể là À, tham gia vào các nhóm học tập của mình Các nhóm đọc sách của mình Để anh chị có thể là đọc thêm Đọc thêm Có thể là để nghe những cái bậc thầy Những anh chị em đã đọc được nhiều lần rồi Và họ đã ứng dụng nhiều hơn Họ có thể chia sẻ được Cái kinh nghiệm thành công của họ Để chúng ta học nhanh hơn không ạ à? Để chúng ta học nhanh hơn Hoặc là nếu anh chị muốn Thì anh chị cũng có thể là lên Youtube YouTube cái trang YouTube chính của câu lạc bộ đó, YouTube là chào Thủy Hoa Vàng thì cũng có những cái video mà Huy đọc sách về phân tích sách sức mạnh thức á, thì anh chị cũng có thể xem lại trên đó là Huy trực tiếp phân tích luôn thì anh chị cũng có thể xem lại ở trên trên YouTube cũng được ha. Rồi thì còn không thì anh chị có thể là tham gia vào nhóm đọc sách của các nhóm học tập thì điều đó cũng rất là tuyệt vời rồi. Mà chúng ta được trực tiếp từ các anh chị thì anh chị được hỏi trực tiếp các bạn các anh chị nhóm học tập nhóm trường của mình luôn đó thì nó 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 sẽ nó cũng có cái hay đó mà nó sẽ hay rất là hay đúng mà còn có anh chị xem video thì anh chị chỉ xem lại được thôi rồi thì đó là về cái bí kíp số 13 là hãy đọc sách sức mạnh thức và tiếp theo là à, cái bí kíp số 14 bí kíp số 14 trong việc mà ứng dụng sức mạnh thức và luật hấp dẫn thành công đó là anh chị phải nhớ một điều đó là chúng ta cần phải à hành động ngay lập tức hành động ngay lập tức là gì ạ à? hành động ngay lập tức có nghĩa là khi anh chị định làm một điều gì đó thì hãy làm luôn đi chúng ta đừng có trì hoãn nó nữa chúng ta đừng có trì trệ hay là trì hoãn nó hay nó là ở à, để tí làm hay là để ngày mai làm hay là để một lúc sau nhưng mà chúng ta những anh chị bao nhiêu số chị đã từng gặp cái việc đó mình đã từng nghĩ như vậy nhưng mà sau đó mình đã quên mất mình đã quên mất và sau đó mình lại không có thời gian để mình làm cái việc đó nữa yes cho nên là có một cái điều là khi mà đã định quyết là cái gì thì ngay lập tức hãy làm luôn hãy làm luôn đi à bởi vì sao à bởi vì thời gian thì không đợi ai cả đúng không? Thời gian chúng ta là có là 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 là, cái cái tài sản của chúng ta rồi. Nếu chúng ta phí hoài nó thì chúng ta sẽ quên mất thì sau này chúng ta vẫn phải làm. Có những cái việc mà chúng ta không cần làm chúng ta cũng phải làm. Cho nên nếu chúng ta đã nghĩ tới cái việc gì thì hãy làm luôn ngay lập tức. Mà hành động ngay lập tức thì thành công. Tại vì tìm thức thì nó thích nó nó thích cái việc là là, là nhanh chóng anh chị tim thức nó rất là thích cái việc nhanh chóng. Cho nên là hãy hành động ngay lập tức để cho chúng ta có được cái kết quả nó nhanh nhất. OK giờ. Thì đó là cái bí kíp số 14, hay bí kíp số 14 đó là hành động ngay lập tức. OK chưa? Hành động ngay lập tức, hành động ngay lập tức ha. Hành động ngay lập tức và cuối cùng là bí kíp số 15 của ngày hôm nay. À, bí kíp số 15 của ngày hôm nay đó là chị phải cần nhớ một cái điều đó là dù có chuyện gì đi chăng nữa thì không bao giờ được trách móc tiềm thức của mình dù có chuyện gì chăng nữa thì cũng phải luôn luôn là yêu thương tiềm thức và cơ thể của mình đúng không ạ dù có chuyện gì đang nữa mà có thể là có những cái chuyện đến mà chúng ta không mong muốn và có những lúc là chúng ta đổ lỗi cho tiềm thức của mình có những lúc chúng ta trách móc là tại sao bản thân mình lại không tốt hay là tại sao mình lại làm những việc đó và đừng làm việc đó anh chị đó là những cái điều mà chúng ta đã làm tốt nhất rồi vậy cho nên là giờ hãy thay cái lời trách móc đó mà bằng cái lời yêu thương và biết ơn bởi vì tất cả những gì đang đến với chúng ta chính là do chính trong quá khứ chúng ta đã ra quyết định anh chị nó đến từ những cái việc mà chính chúng ta ra quyết định mà chúng ta cũng không nhớ chúng ta không biết và tiềm thức nó chỉ thực thi tất cả những cái mệnh lệnh của chủ nhân của nó thôi cho nên là hãy ghi nhận biết ơn mà có một cái điều gì đến với cuộc sống của anh chị có một điều gì đến mà có thể anh chị hiện tại anh chị không thích anh chị đang không hài lòng với cái điều đó thì anh chị cũng hãy cảm ơn tiềm thức của mình à, cảm ơn và yêu thương đúng mà nói cái lời yêu thương cảm ơn tiềm thức của mình và nói rằng là điều đó đến để giúp cho tôi thành công hơn ở đó là luôn luôn ở trong một trạng thái là bình an nhé anh chị nên nhớ là chúng ta cần ở trong một trạng thái bình an một cái trạng thái mà nó tĩnh tâm tỉnh trạng thái định trạng thái tỉnh và khi chúng ta định chân chính chúng ta tỉnh đúng không cái, cái, cái tâm chúng ta tỉnh lặng thì mọi cái trí huệ mọi cái cơ hội và lúc đó cái sự lưu thông của tiềm thức nó sẽ mạnh hơn rất nhiều anh chị rất là nhiều luôn đúng không? tất cả chúng ta đều 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 đã từng trải qua cái điều đó rồi chúng ta đều 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 có cái trạng thái đó rồi ha hãy ở trong trạng thái bình an trạng thái tĩnh tâm trạng thái định chân chính thì khi đó mà và đương nhiên là để làm được điều đó thì chúng ta không thể nào mà tập trung vào những điều không tích cực được hãy tập trung vào những năng lượng tích cực những cái thái độ tích cực những cái suy nghĩ tích cực những cái cảm xúc tích cực và hãy có những cái hành vi tích cực thì chúng ta sẽ có cái kết quả mà chúng ta mong muốn ok dạ rồi thì đó là 15 cái bí kíp trong việc sử dụng ức cửa sứ mệnh hiệu thức và luật hấp dẫn để thành công rồi bao nhiêu số về thấy là chương trình à, buổi tối ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời ạ yes à, thì chúng ta còn à, một ngày nữa ha một ngày nữa là buổi tối ngày mai thì huy sẽ chia sẻ anh chị một cái bí kíp lớn nhất cái bí kíp mạnh nhất và cái bí kíp mà khủng khiếp nhất và khi mà anh chị ứng dụng cái bí kíp này thì huy cũng phải nói luôn là là đây là một cái bí kíp mà à, huy cũng đã ứng dụng và huy đã giác ngộ huy huy, huy thật sự là tự tin để có thể nói với anh chị là huy đã thật sự giác ngộ về nó và khi mà huy giác ngộ huy ứng dụng thì cuộc đời nó chỉ có tuyệt vời nhất thôi những cái lợi lạc nhất đều đến với cuộc đời của mình và những anh chị nào biết được cái bí kíp này ứng dụng bí kíp này thì cuộc đời của chị cũng chỉ toàn những cái lợi lạc và tuyệt giá trị nhất thôi thì bao nhiêu số anh chị à, cam kết với huy rằng là tối ngày mai anh chị sẽ tham gia à, 100 phần trăm này dù có chuyên gì, gì đi ăn nữa dù có là bận cái gì ăn nữa thì Vinh cũng phải có mặt tối ngày mai à. rất là quan trọng luôn yes. Ok ha. Rồi thì hôm nay mình cũng kết thúc ở đây. À, chúc tất cả các chị em chúng ta có một giấc ngủ thật là ngon, à, tràn ngập với niềm về sự thành công giàu có, khỏe mạnh, lành lặn, thông minh, may mắn, tự do và hạnh phúc trọn vẹn. Hôm nay là một ngày thành công và tài chính. Hôm nay là ngày bùng nổ lợi nhuận và hôm nay tôi là tỷ phú đô la, bạn là tỷ phú la và chúng ta là đi nguyên gia Tập tỷ đô và hẹn gặp lại bạn ở trên đỉnh Bình quang. À, nếu anh chị nào nào thấy cái video này hay và giá trị thì anh chị có thể là share, like và subscribe kênh youtube. Rồi tạm biệt các chị và các bạn.